bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chao Vlog. Ngày hôm nay thì mình đang trên đường đến thôn Pờ Chúa Lủng thuộc xã Cán Tỉ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Đây là một thôn nằm sâu bên trong những ngọn núi và cái con đường để vào cái thôn này cũng rất là treo leo và ngoằn ngoèo. Nhưng cái đường vào thì lại được đầu tư hơn những cái ngôi làng khác vì đã được đổ bê tông rất là to đây này, và thậm chí là ô tô có thể vào được. Nhưng mà khi nhìn từ trên cao ấy, thì tôi thấy phía tít sâu bên trong ngôi làng có những ngôi nhà, gọi là những ngôi nhà tận cùng của ngôi làng. Thì tôi có gặp mà một vài người đồng bào thì họ nói rằng là ngôi làng đó gọi là hết cỡ rồi, hết cỡ ấy. Tức là tận cùng thì người ta gọi là hết cỡ ấy. Đó, nhưng mà thời điểm hôm nay tôi đến thì tôi cũng không gặp nhiều người dân lắm. Có thể là họ đang đi làm, hoặc là đang đi họp, hay là trẻ con đi học hết rồi, nên là ngôi nhà khá là bình yên. Ngày nay tôi cũng có cầm theo một thứ rất là đặc biệt, đó là một cân thịt. Bình thường thì tôi sẽ mang kẹo, xách theo túi kẹo, nhưng hôm nay thì tôi sẽ xách theo một cân thịt luôn. Trong ba lô thì cũng có kẹo rồi, để xem là nhân duyên ngày hôm nay mình có thể gặp được ai và tiếp xúc được với những hoàn cảnh hay những con người như nào. Thì xin mời tất cả mọi người cùng theo chân mình nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt trước một ngôi nhà cộng đồng rất là lớn, nhưng mà cũng đã khóa cửa rồi. Nhưng đặc biệt thì có một chiếc ô tô đời khá là sâu và hình như là nó đã nằm im ở đây rất lâu rồi, thì chắc là của một người dân nào đó và bây giờ thì họ đã không còn sử dụng đến nó nữa. Đó, thì cái điều này cũng minh chứng cho một phần là có vẻ như đời sống kinh tế của ngôi làng này cũng khá là tốt. Cái ngôi làng này được đầu tư đường xá đi lại rất là đẹp, nên là cảm nhận của mình thì ngôi làng này khá là giàu có. Rất nhiều những ngôi nhà được xây bằng bê tông, bằng gạch ba vanh. Để mà phán đoán một ngôi làng có giàu có trù phú hay không và đời sống của người dân có tốt hay không thì tôi thường đánh giá là thứ nhất là có điện lưới là cái nhất. Cái thứ hai là sóng di động, sóng 4G. Cái thứ ba là những ngôi nhà, những mái nhà. Thì cái ngôi làng này đáp ứng được hầu hết những cái tiêu chuẩn đó. Thì tôi nghĩ rằng theo cảm nhận của tôi thì đây là một ngôi làng giàu có. Nhưng mà hiện tại thì khá là im lìm, bởi vì là cái giờ tôi đến nó hơi chéo ngoeo một tí. Giờ mọi người đang đi làm. Bên này thì có một chị vẫn làm những cái công việc quen thuộc của người Mông là làm vải lanh. Em chào chị. Chị Pâu ạ. Vâng. Chị Pâu thì thôi cứ để chị tiếp tục công việc của chị đi. Chị Pâu thì rất khó để nói chuyện với nhau. Chị Pâu trong tiếng Mông là không biết. Bây giờ thì tôi bắt đầu đi vào cổng của ngôi làng. Nhưng mà mọi người thấy này, cái cổng này thì được đầu tư một cách rất là thô sơ. Nó chỉ là ba cái cây nó lồng ghép lên nhau thôi. Và có một tấm vải như này, có những dòng chữ nhưng mà không đọc được. Đây chắc là dòng chữ chào mừng, mình cứ cho là như vậy đi. Đấy. Một phong cách chào mừng cũng rất là đáng yêu và lạ với tôi, vì tôi cũng đi nhiều ngôi làng của người Mông rồi nhưng mà chưa gặp một cánh cổng nào giống như vậy. Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên dãy, em tới trường, cùng đàn chim hòa vang tiếng hát. Giọt sương long lanh nhẹ thấm trên vai, nụ hoa xinh tươi luôn hé môi cười. Đưa em vào đời đẹp những ước mơ, đưa em vào đời đẹp những ước mơ. Con đường ở ngôi làng thì sẽ dẫn hết từ nhà này sang nhà kia. Đây. Thấy một gia đình cũng khá là giàu này, có 3 chiếc xe máy luôn. Khi mà nhìn từ trên cao thì có thể định hình được đường, nhưng mà khi mà đi dưới thấp như này thì rất khó để phán đoán. Cứ thấy đường thì đi thôi, có thể đây sẽ là con đường cụt dẫn vào một gia đình. Ồ, có lẽ là như vậy. À không, cứ đi đi. Cứ thấy đường thì đi. Đường này khá là trơn.
ngôi làng im lìm quá. Đấy, hơi ghê ghê. Bởi vì đi mãi không thấy có người. Cái việc quy hoạch nhà ở cái khu vực này thì nó dựa vào cái thế của một núi đá và những con đường mòn. Đó, bởi vì không có cái đường to để đi nên là chỗ nào tiện để đi lại là họ làm nhà. Tôi đoán vậy. Đây là như con đường này thì chỉ có đi bộ thôi. Và khá là trơn. Phía bên này cũng có một cánh cổng giống như cái cổng vừa nãy mà mình vừa gặp này. Cũng là một phong cách rất là đơn giản, ba cái cây gắn vào với nhau thôi. Và cũng có một tấm vải ghi những dòng chữ nhưng mình không đọc được. Đây tôi đã tiếp cận được cái con đường chính để đi vào ngôi làng tiếp phía sâu bên trong kia. Quái lạ, ngôi làng này người đi đâu hết rồi nhỉ? Tại sao không thấy ai nhỉ? Không thấy người nhưng mà lại rất ấn tượng với những cánh cổng. Những cánh cổng nhỏ xinh như này. Và có một điều nữa để minh chứng cho sự trù phú của ngôi làng này là những chiếc đầu thu tín hiệu truyền hình. Đây này, gia đình này có một cái. Gia đình phía trên này cũng có một cái. Đó. Thì phải có điều kiện thì mới lắp được những đầu thu như này để xem những cái nội dung giải trí trên TV. Ở đây thì mình có gặp một túi bánh. Nó vẫn còn nguyên này. Và một đôi dép trẻ con. Lấm lem bùn đất luôn và ướt sũng luôn. Bên này cũng có một cô đang làm vải lanh. Hầu như là làm vải lanh thôi. À, thấy có trẻ con ở nhà này. Cháu chào cô ạ. Nho rồng. Đây à. Đây là nhà mình à? Đây là nhà ai? Chí nhỏ rồi. Chí nhỏ? Không biết rồi. Đây có một ngôi nhà. Đây đây đây, cô đuổi cháu con chó. Nó cũng lành thôi. Mình cũng lành nên là nó cũng không có sủa, nó còn không thèm sủa ấy. Đây có một ngôi nhà có vẻ như là không được bề thế như những ngôi nhà khác. Tất cả đều làm bằng vách tre như này. Đây có một cái lan can và một em bé. Ồ, chào con. Xinh quá. Con bé này rất là xinh này. Ôm một chú búp bê. Chú xem con búp bê của con à. Chú xem ơi. Chú xem búp bê nào. Dồi ôi, sao búp bê nó nhọn nhem thế này. Nhọn ôi. Búp bê nhọn nhem quá. Đây đây, chú trả con này. Có vẻ như sự xuất hiện của tôi đã khiến một bạn nhỏ nữa ở trong nhà thức giấc. Ồ, chú xin lỗi được không? Ồ. À, không phải thức giấc mà đang ngồi chơi. Chào em nhá. Này, chú cho con gái kẹo này. Này, cầm lấy cho con. Ừ. Này, cho thêm này, bởi vì là chắc là cũng lâu không được ăn kẹo rồi. Đấy, nó đang đòi này. Trời nóng quá. Đây là một bé trai ngồi chơi một mình bên cạnh một đống rau lợn, rau bò như này. Thì chắc là nghe thấy giọng của mình lạ nên khóc. Đây chính là gia đình của bé. Thôi được rồi, chú xin lỗi. Chú xin lỗi con trai. Ôi thôi được rồi, được rồi. Thôi được rồi, chú xin lỗi nhá. Ôi trời, tay đang gặm gì đây? Chú xem nào. À, đang gặm quả ổi đào. À đây chú bóc cho con nhá. À đây chú lấy cái khác chú bóc cho con nhá. Rồi. Rồi, I'm sorry. Xin lỗi. Đây chú bóc cho con. Tôi phải bóc nhanh thôi. Nó ăn vạ ra bây giờ. Đây rồi. Đây chú gửi con này. Bình tĩnh. Đấy. Thôi bỏ cái ổi đi. Cái ổi ăn này dễ ăn hạt và táo bón đấy. Đúng rồi, chén kẹo luôn. Đó. Hai bạn này chắc là còn nhỏ nên là chưa được đi học. Ôi dồi ôi, ngồi chơi bên cạnh một đống rau lợn như này. Chân này, nhỏ nhem quá. À,
Hôm nay tôi cũng không mang nhiều thịt lắm, nhưng mà chắc là tôi sẽ cắt một nửa chỗ này để cho gia đình cho các bé có một bữa thịt. Ừ, con ăn một miếng, ăn một cái trước đã. Bây giờ chú cắt cho con một nửa chỗ thịt này nhá, để trưa nay con có thịt ăn nhá. Này, lấy dao đi, xong mình chia cho nửa thịt dao ấy. Lấy dao, cắt đôi ra cho chị một miếng. Lấy dao đi, cắt đôi cái miếng thịt ra, xong cho chị một miếng nhá. Lấy dao đi, thịt lợn này. Lấy dao. Ừ, cắt đôi ra. Đó, đấy đấy. Chị hiểu rồi đấy. Ờ, em cắt một nửa này nhá. Thôi, bởi vì là nói chuyện với chị cũng rất là khó. Nên là chia cho chị một nửa miếng thịt. Nào, chị cầm nào. Cầm để em cắt. Đó. Đây chị cất vào đây. Còn miếng này tôi sẽ để dành cho một gia đình khác. Đó thì chị dùng cái thịt này để trưa để nấu cơm cho các con ăn nhá. Làm thịt cho con ăn nhá. Ờ thì biết nói tiếng Kinh đúng không? Biết một tí đúng không? Biết một tí à? Chị bao à? Đấy, thế thôi. Thôi ra thăm hỏi gia đình thế này thôi. Mình phải đi tiếp. Nè, con gái ra đây nè. Đấy, con gái có trưa nay có thịt ăn nhá. Trưa nay có thịt ăn nhá, xinh gái lắm nhỉ. Ui giời, nhẹ lắm này. Chưa ăn thịt nhá. Đấy, con cầm thịt vào nhà đi. Chú lại đi tiếp đây. Rồi, chào gia đình nhá. Bye bye nhá. Ăn thịt của tôi đã vơi đi một nửa. Giờ tôi lại tiếp tục hành trình đi vào sâu phía bên trong của con làng này. Mọi người cũng hay thắc mắc là vì sao họ cứ thích ở trên cao trên núi như này, thì cũng một phần do cái tập quán từ đời xa xưa, cha ông họ đã sống cuộc sống như vậy, thì đến đời con đời cháu thì nó vẫn cứ tiếp diễn. Thì mình cũng gặp rất nhiều người đồng bào Mông, họ chuyển xuống những cái vùng thấp để sống, thì mình tạm gọi là những người đồng bào Mông tiến bộ, vì họ có khả năng làm kinh tế chủ động về tiền bạc nên họ mới có thể chuyển nhà xuống dưới được. Điển hình như gia đình này thì mặc dù đường vào nhà rất khó khăn, nhưng họ cũng đã đầu tư những cái đầu thu truyền hình và thậm chí là ca cộng luôn. Ca cộng là mất phí ấy, mới xem được. Chào chị nhá. Vào chơi tí được không? Nhá rồng. Chị đang làm gì đấy ạ? Ồ. Nấu rượu. À. Nấu được nhiều chưa? Được một can đây rồi. Đâu? Để. Một can này là 20 lít à? Ừ. Úi dồi ôi, rượu còn nóng hổi luôn này. Vâng. Có uống thử không ạ? Uống á? Úi. Ồ, may quá, chị gái nói được tiếng phổ thông. Không. Không. Chị ơi đừng. Ê. Đừng rót. Em vừa leo dốc mệt không uống được đâu. Ui. Cái mùi rượu này. Có thơm không? Thơm. Rất là nồng. Đây là chị nấu rượu ngô hay rượu thóc? Rượu ngô. Rượu ngô à? Vâng. Ôi giời ơi. Em này chị ơi. Dạ. Em không uống được đâu. Uống em đi. Em ngửi thôi, say lắm. Rượu này ngửi nó còn say rồi đấy, không phải là uống đâu. Không. Anh một mình thôi à? Em đi một mình. À. Này. Em ngửi lại chị chứ, em ngửi thôi. Thơm ngửi dã đó. Man luôn. Thơm nhỉ? Uống đi. Không uống. Chị bán bao nhiêu tiền cái can 20 lít đấy? À, 350. 350 à? Vâng. Chị mang xuống chợ huyện bán à? Vâng. Mang xuống chợ quản bạ ấy à? Chợ Tráng Kìm đấy à? Chợ Tráng Kìm à? Vâng. À, Tráng Kìm ở ngay phía bên dưới này rồi nhỉ? Vâng ạ. 350 một can rượu 20 lít mà rượu ngô. Vâng. Đặc biệt được người đồng bào tự trưng cất. Ui, cái mùi nó thơm mà thơm nồng luôn ấy. Ui xa thế này sao em đến được đấy á? Em vẫn đến được, thế mới hay.
Vì cái ngôi làng của mình nó chắc là cũng ít có người lạ vào nhỉ? Ừ, ít lắm. Hầu như là không có. Ừ, không có mà. Ừ. Bởi vì ở đây thì không không gần ấy, đường nó xa quá. Ừ. Thế sao chị không làm nhà ở cái chỗ đường mà xe máy vào được ấy, mà chị làm xa thế? Nhưng mà mình không có đất ở đó. Không có đất? Không, thì đất mình ở đây thì phải làm ở đây thôi. Đất ở dưới đấy là của nhà khác hết rồi. Ừ. Nếu mà muốn mua một miếng để chị làm nhà thì hết khoảng bao nhiêu tiền mới mua được? Bây giờ đường bê tông gần đây rồi thì họ bán đắt lắm. Bao nhiêu? Khoảng tầm 20 triệu, 30 triệu thì mới được một ngôi nhà như thế này thôi. Ừ. Thế là bây giờ chị có bao nhiêu triệu trong người rồi? Chị không có đâu, chồng đã đi làm thôi, không có tiền nữa. Nấu ngô nhiều như này mà không có tiền. Không có. Chắc phải có, chắc đủ tiền mua đất rồi, nhưng mà chưa mua thôi. Rồi, tạm biệt chị nấu rượu. Mình đi sâu tiếp vào trong xem còn điều gì đặc biệt không. Cái ngôi làng này thì những gia đình phía trong này, tôi nghĩ là tương lai gần họ cũng sẽ tự làm đường thôi. Giống như cái ngôi làng Hấu Chua mà cả làng cùng nhau khuôn gạch lên trời ấy, lên để làm nhà ấy, thì họ cũng đang làm một cái con đường rồi và cả làng tự bỏ tiền ra cùng nhau làm. Nhưng hiện tại thì họ đang dừng lại vì hết tiền. Họ đang đi làm thuê ở nhiều nơi, sau đó sẽ mang tiền về và cùng nhau làm tiếp. Thì tôi nghĩ là với cái sức mạnh kinh tế của ngôi làng này thì sớm muộn thôi, họ cũng sẽ làm một cái con đường để đi vào được tận cùng phía bên trong này. Đây là cái đường mà bà con dẫn nước sử dụng, nước sinh hoạt này. Đây có một cây đào rất là to. Ơ, này, kỳ lạ chưa? Chưa đến Tết, phải 3 tháng nữa cơ thì mới vào Tết mà hoa đào nở rồi. Wow, số mình thật là may mắn. Hôm nay lại thấy hoa đào. À, cũng có thể là ở đây họ sống rất là cao trên núi đá, nên có thể là cái thời tiết nó khác với những vùng ở dưới xuôi hoặc dưới thấp, nên là cái sinh trưởng với phát triển của hoa đào nó cũng khác ở vùng xuôi. Đây là ngôi nhà cuối cùng rồi, không biết có ai ở nhà không. Anh chị ơi, có ai ở nhà không ạ? À, có người ở nhà. Anh ơi, em vào nhà chơi được không? Vào nhà chơi nhá. Nhớ rồng. À, có hai cháu bé rất là xinh gái. Vào nhà chơi nhá. Vào nhà chơi nhá. Một gia đình người Mông rất là thân thiện. Em đến đây chụp ảnh à? Em đến chụp ảnh ạ, đến chơi. Em xin phép vào nhà chơi một tí nhá. Xem nhà anh một chút xíu. Nhà của anh Dình thì cũng đậm chất người Mông rồi. Có một cái bóng ánh sáng điện le lói này. Này sao chú hỏi mà không thưa đây? À con gái. Ốm à? Đây con này có của chú. Đây con này là có của khác rồi. À con này là con của khác à? Ừ. Không phải con của anh Dình à? Con của em ấy. Thì có rất nhiều quý khán giả thắc mắc mèn mén là gì. Thì hôm nay tôi sẽ cho mọi người hiểu rõ nhất về mèn mén. Thì đây là những cái hạt ngô mà ngô vàng ấy, họ xay nhuyễn ra, xay thật nhỏ ra và họ đồ lên, đồ tức là xôi ấy, đó, họ xôi vào một cái nồi như này. Thì khi mà ngô gặp cái hơi nước ấy, nó sẽ chín và nó sẽ nở ra. Thì đây chính là cái cơm ngô, mình hay gọi là tạm là cơm ngô ấy, thì là cái đồ ăn chính của người đồng bào Mông ở trên vùng cao, họ thay cho cơm gạo. Anh nấu nhá. Anh nấu thịt nhá. Anh muốn nấu kiểu gì nào? So sinh hả? Nấu thịt kiểu gì? Luộc hay là... Đây là mai mà ăn sớm một tí. Ăn sớm một tí nhá. Bây giờ anh sẽ đổ cái mèn mén này ra một cái mẹt như này. Để anh đảo lên. Đảo lên xong rồi anh sẽ đổ lại thêm một lần nữa đúng không? Cái này ăn được chưa? Chưa chứ. À, ăn được chứ. Ăn được à? Được. Thơm lắm. Nhưng mà bởi vì nó rất là khô. Anh ấy phải đồ thêm một lần nữa. Đây bây giờ anh sẽ sàng như này. Để cho những cái hạt ngô nó mịn nhất nó rơi xuống dưới. Đúng không? Đó, những hạt ngô mịn nhất nó sẽ rơi xuống dưới và
anh sẽ lấy cái ngô đấy đồ thêm một lần nữa thì nó mới sử dụng được, mới ăn được. Và đặc biệt cái mẻ mé này thì để được mấy ngày anh? Đấy. Cái cơm ngô này thì để được mấy ngày? Ngày hôm qua mà. Để được mấy ngày? Hai hôm qua mà. Hôm qua. Tức là khi mà nó chín ấy thì ăn được mấy ngày ấy? Ừ. Để được mấy ngày ấy? Hai ngày không? Một ngày nữa. Một ngày một ngày một nữa. Ngày nữa. Nghĩa là hai ngày đấy mọi người. Vì cái bốn từ của anh nó ít nên là cái diễn đạt nó hơi khó hiểu một chút. Đó. Đúng ngoài quá nó mà đúng ngoài. Ừ. Đấy. Sáng như này. Sấy sấy. Chúng ta nấu cơm gạo thì dễ dàng hơn bởi vì chỉ cần sôi xong rồi ủ chờ hơi là nó sẽ chín thôi. Chưa được nữa cho. Vâng, nhưng mà để nấu được cái mèn mén nó thành phẩm và ăn được thì cũng rất là công phu, từ cái công đoạn là xay nhỏ hạt ngô này. Rồi đổ lần một xong khi mà nó chín rồi thì lại phải sàng một lần nữa để lấy những cái hạt ngô nhỏ nhất. Cái này để cho con lợn này, con lợn ăn này. Cái phần thừa này để cho con lợn. Con lợn ăn này. Đó. Thì khi mà được cái thành phẩm mịn nhất thì sẽ đổ thêm một lần nữa. Thì mới gọi là sử dụng được, gọi là chín ấy. Thì nó công phu và phức tạp hơn cái việc nấu cơm gạo chưa của chén là chưa mình rất là ăn. Nhiều. Đây là một món ăn truyền thống và lâu đời của người đồng bào Mông. Vì ở trên núi đá họ không trồng được lúa nên là chỉ sử dụng ngô để làm thực phẩm chính, là làm món ăn chính. Thậm chí là chỉ cần ăn cái này không cần thịt, chả cần rau nhỉ. Cái cơm ngô này thì ăn ấy phải cần rất nhiều nước. Đúng không? Đấy. Nếu mà không có nước hàng nghẹn mà không được làm đấy. Ừ. Đấy. Nói bình thường. Tôi cũng ăn một hai lần rồi và tôi phải kè một cái chai nước bên cạnh không. Nó nghẹn mà không thở được luôn đấy mọi người ạ. Anh Dình ơi, em rất là ngưỡng mộ anh vì anh có một cô con gái rất là xinh và anh cũng cố gắng để sống được ở phía tận cùng của ngôi làng này ấy. Thì cái việc đi lại hay mọi cái sinh hoạt nó cũng sẽ khó khăn hơn những gia đình khác rất là nhiều đúng không anh? Ừ. Thì hôm nay em cũng chỉ lấy lý do để đến chơi thôi, đến thăm gia đình làm quen thôi. Thì em cũng không ăn cơm với anh được thì vâng. Đấy thì cũng rất là cảm ơn anh đã cho em vào nhà chơi và cho em hiểu thêm về cái món ăn mèn mén, cái cơm ngô của gia đình mình. Thì em có một món quà nhỏ nhỏ muốn gửi tặng anh. Thì coi như là anh em mình làm quen với nhau nhá. Thì lần sau em đến thì nhớ em nhá. Đây, anh cầm cho em, anh có thể mua một vài đồ linh tinh nhá. Đấy thì cầm đi, cầm giúp em. Đấy. Vâng. Bây giờ em xin phép đi về nhá. Thì lần sau em lên thì anh em mình ăn cơm với nhau sau nhá. Vâng, thì anh nấu thịt cho các con ăn nhá, cho trài nó ăn để nó mau khỏi ốm nhá. Vâng. Các bạn thân mến, chuyến hành trình đến thăm ngôi làng Pùa Chú Lủng của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Nếu như các bạn có dịp hoặc có điều kiện đi lên Hà Giang chơi và đi qua khu vực thị trấn Quản Bạ, thị trấn Tam Sơn Quản Bạ và đến xã Cán Tỉ thì các bạn có thể hỏi đường và tìm đến thăm ngôi làng này, bởi vì đối với mình cảm nhận thì ngôi làng này khá là thân thiện và có một cái cảnh đẹp cũng rất ít nơi có và rất ít người biết đến. Đó, bởi vì chỗ này nó không nằm trên cái cung đường du lịch thì chỉ có rất ít người vào đến đây thôi. Đấy, và những cái tour du lịch thì họ cũng không có biết những cái địa điểm như thế này để đi vào. Thì nơi này cũng đang khá là phát triển rồi. Nếu mà có dịp thì mời tất cả mọi người cùng các bạn lên đây chơi với đồng bào người Mông giống như mình. Đó, thì có thể là vì ở đây họ còn rất là nhiều khó khăn vất vả nên chúng ta đến chơi, chúng ta mang đến cho họ những cái niềm vui nho nhỏ như là bánh kẹo hay hỏi thăm, hỏi han tình hình, hay có thể là một chút ít tiền thôi chẳng hạn như vậy thì đối với họ cũng rất là đáng quý và cũng gắn kết được cái tình người, tình đồng bào giữa người Kinh, người xuôi và người vùng cao. Đó, thì đấy là cái mà mình rất là mong muốn. Thì nếu như các bạn có điều kiện đi chơi hay đi du lịch những cái vùng cao
như là Hà Giang hay là Đông Bắc, Tây Bắc thì nên đến những cái bản làng như này, vì chỉ khi mà vào sâu như này thì chúng ta mới hiểu thêm được về đồng bào vùng cao, về cách sinh sống, cách làm nhà, rồi mọi thứ đó, con người, văn hóa, rồi thậm chí là ẩm thực đó. Thì nếu như Tết năm nay mình thực hiện được cái chương trình mà ăn Tết bản làng ấy, thì mình xin mời tất cả các bạn, tất cả quý vị cùng đồng hành với mình làm một chuyến xe thật to, và chúng ta sẽ cùng nhau đến những cái ngôi làng như này. Chắc chắn nó sẽ là những cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời mà trong đời các bạn rất ít khi có được. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.